dân Trung Quốc đừng học tiếng Anh nữa, lũ ngu, Trung Quốc nào thèm học tiếng Anh. Ồ, mày trên đời này đúng là mấy em phản động như mày chứ không có tiền đi du lịch thế giới, không có biết thế giới có hai sắc dân nó liền như trâu vậy đó, thằng Trung Quốc là một, thằng Nhật Bản là hai, nó không học tiếng Anh đó. Cái đó là mày phải hiểu, nó chỉ có một bộ phận nhỏ giao tiếp với nước ngoài nó học tiếng Anh thôi, còn nó xài tiếng quốc ngữ của nó hết. Đúng là thằng ngáo 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 ngu, đúng không bạn? Tôi nói đúng không? Bây giờ tôi nói thẳng, tôi quê hồi kỳ tôi học tiếng Hoa đó bạn, tôi học tiếng Hoa tôi quê nhất cái thằng thằng Trung Quốc, mẹ cái chữ Nokia nó cũng dịch nữa, cái chữ Nokia, chữ Motorola, rồi mấy cái chữ PepsiCo, rồi đó, mấy cái nói chung là mấy cái thương hiệu của nước ngoài nó dịch thành tiếng của nó luôn. Tôi nói điều này có đúng hay không? Dân tiếng Hoa cho đây xác nhận. Ngược lại thằng Nhật cũng vậy, nó tự tôn dân tộc mà cố luôn, hai thằng khứa đó, hai thằng khứa đó vậy mà được cái hay bạn, nó tự tôn tộc lắm. Chứ không có mấy những mấy thằng bố lốp bố sáp mẹ Singapore này nọ, không có dân tộc đồ, học đọc tùm lum hết, tiếng Hán tiếng tiếng Anh. Thằng Filipino cũng vậy nữa, đúng không? Filipino nó bị Mỹ đâu này nọ, với Mỹ đè đầu cởi cổ chiếm cái 100 năm đó, bây giờ dân nó nói tiếng tiếng Anh nhiều luôn. Nói chung là cái ngôn ngữ đó quan trọng đó, mình phải xác định rõ ừ cái ngôn ngữ là gì là cái để giao tiếp, còn phải xác định đâu cái ngôn ngữ là cái cần câu cơm này nọ, thôi thua mẹ rồi. Đồ, mấy cái thằng dân bản, mấy cái thằng dân quốc thiệt á, đất nước này mà đưa tụi bay mà về tụi bay ở phát một đủ ngứa mắt rồi, chứ đừng có nói làm chi mà tới mấy cái chuyện mà hạ lãnh đạo nha, hạ cái tôi xuống, hạ hạ con khỉ gì, nó đập con Mỹ tới bây giờ luôn kìa, chứ hạ cái tôi, mày qua mày kêu Trung Quốc hạ cái tôi xuống, mày qua mày kêu thằng Nhật hạ cái tôi xuống, mẹ nó quýnh cho thằng bố mày quỳ gối đầu hàng luôn kìa, chứ hạ cái tôi xuống, thằng bố mày là thằng nào đó, comment đi mấy em. Bây giờ anh nói là cái thằng 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 Nhật nó quýnh cho thằng bố mày đầu hàng luôn á, rồi điền tên thằng bố nó vô đi mấy em. À, người gốc Á đang bị kỳ thị nặng nề tại Mỹ, tại sao họ không đoàn kết đấu tranh như người da đen? Thứ nhất á, gốc Á ít hơn, nhưng mà bạn nói người gốc Á đang bị kỳ thị nặng nề đó, bạn tin bạn không chính xác. Kỳ thị khí khô rất bình thường thôi, kỳ thị gì, chả kỳ thị, đen với trắng nó kỳ thị nhiều, Á là ít rồi. Cái đen với cái trắng nó có thù dân tộc ba ơi, nó thù từ xưa tới giờ. Nói chung đen với trắng là nó có gì tổ chức da trắng thượng đẳng với tổ chức Black Lives Matter, hai tổ chức có đập nhau bạn hiểu không, còn người châu Á đứng ở giữa thôi. Châu Á thì đợt vừa rồi có con quỷ cúm corona này nọ thì nó quê cũ đó mà giờ cũng quen rồi, không đến nổi đâu, đen mới căng. Mày mày khinh thường ngành ngoại ngữ vậy, kiếm cơm thì sao? Không phải khinh thường, nhưng mà đối với tao ngoại ngữ đó phải thứ yếu, đúng không? Quốc hồn quốc túy nó mới là quan trọng. Mày chịu chịu thôi à, tao không phải là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng mà tao là chủ nghĩa dân tộc xã hội đó, chủ nghĩa dân tộc khoa học, chủ nghĩa dân tộc yêu nước, tao không khinh thường, đúng không? Nhưng mà rõ ràng ngoại ngữ chỉ là công cụ để giao tiếp hết. Dừng lại đây, mày là gì? Mày là thằng trong bản, mày là thằng trong quốc, mà thậm chí mày là thằng phản động, mắc gì tao phải tôn trọng mày? Tao tôn trọng mày, tao có lỗi với những người dân yêu nước, tao không nói 96 triệu, đúng không? Tao tôn trọng mày, tao có lỗi với những người dân yêu nước, đúng không? Khi đất nước này khó khăn họ ở lại, khi đất nước này vinh quang họ vui sướng, đúng không? Tiếng thở của họ là tiếng thở của tao đó, sự phát triển của họ là sự phát triển của Việt Nam, còn mày là cái đinh cái ốc gì, thằng khứa lưu vong, không lẽ đợi tao nói thẳng, đúng không? Mày, có những chuyện giờ hòa học hòa giải rồi đừng chọc tao nói thẳng ba ơi. Du lịch ở Thượng Hải mà tiếp tân khách sạn không biết tiếng Anh luôn, phải dùng Google để nói chuyện với nó, xiền luôn. Đúng, thằng thằng tôi nói rồi, thằng Nhật với thằng Tàu đó vậy đó, ông chịu chịu thôi à. Quốc hồn quốc túy nó quan trọng, bởi hai thằng đó mới kẹn cửa vị trí số 1, vị trí số 2 châu Á, chứ còn bây giờ cái mỏ tiếng Anh không mà đội số 1, số 2 châu Á ai nãy ba. Suốt ngày tự tôn dân tộc, nhìn mấy nước như Triều Tiên, Iran đi bị quốc tế khiêm như cúng. Cái chuyện đi quốc tế thì phải đi mới biết nha em. Còn bây giờ tao hỏi mày nha, bây giờ cho hai thằng, bây giờ ví dụ như tổng thống Mỹ đi, bây giờ khinh Iran hay là khinh que tộc? Mày hỏi tổng thống Mỹ phỏng vấn luôn đi, bây giờ ông khinh nào? Khinh 80 triệu Iran hay là khinh 20 triệu kia, ủa 2 triệu kia? Dám hỏi ông con trai, hay là mày tự nghĩ mày tự nói? Nè. Rồi, đợi bạn ấy trả lời nha mấy em. Vì English là đôi cánh để phát triển mà anh. Rồi mốt thêm thêm Chinese nữa thì mẹ Việt Nam mình phải có bao nhiêu đôi cánh. Bây giờ em nhắm em kìm hãm được sự phát triển của Chinese không? Bây giờ mình khoan nói về sự phát triển đất nước, mình khoan nói về cái sự gọi là của nó. Bây giờ người nói tiếng Hoa trên thế giới là bao nhiêu? Em có đo lường được chưa? Em có làm cái report được người Hoa trên thế giới, người người nói tiếng Hoa trên thế giới là bao nhiêu chưa? Bây giờ anh nói cho em vậy, đơn giản thôi, dân nó là 1 tỷ tư, đúng không? Vòng vòng mấy nước khác sơ muối cám lợn nữa 600 nữa, ok 2 tỷ. Bây giờ 2 tỷ người nói tiếng Hoa đủ để đối trọng chưa?
nói tiếng Hoa mà nói rành đó nha ba, chứ không phải nói kiểu mà mi tu đồ, mi tu tu I love you đồ, you love I love you ok đồ, không phải nói vậy, nói rầm luôn, đủ để đối trọng chưa. Còn bây giờ mà nhắm tiếng Anh được nhiêu thằng nói rầm, hay nói bập bẹ kiếm cơm, tao chỉ nói mày vậy thôi. Mình làm kinh tế mà bạn, mình phải phân tích rõ ràng, chỉ có những thằng không có đi học nó mới không biết phân tích thôi, chịu không chịu thôi à. Em đang ở Mã Lai nè mà cứ ngỡ đây là Trung Quốc, nói tiếng Trung không. Châu Á vậy em. À, tiếng Trung chia ra tiếng phổ thông với tiếng Quảng Đông nữa. Bây giờ tiếng phổ thông nói tiếng Quảng Đông hiểu không bạn? Giờ tôi hỏi bạn vậy thôi, đừng nói nhiều quá mệt quá. Giờ tiếng phổ thông nói tiếng Quảng Đông hiểu không? Thí dụ như không hiểu 100% thì hiểu được 30% không? Nói chung là hai khứa đó giao tiếp được với nhau không? Má, dân đẻ siêu đông, đi thế giới siêu nhiều, kiểu gì chống lại nói về mặt ngôn ngữ. Thế thôi, chỉ có thằng Nhật á, thằng Nhật á, nó mới gọi là nó mới tự tự tin trong vô vọng. Cái Đông Á của nó chìm lỉm rồi, ngày xưa đó Đông Á đại đồng á, bạn hiểu không, đế quốc Nhật Bản rồi đó, nó đế quốc Nhật Bản là chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim rồi đó mấy em đó. Ngày xưa tham vọng của nó cũng ngồi đó, nó nói hết tiếng Nhật thế giới luôn đó, nhưng mà bị vụt tắt rồi, không được. Chỉ có Trung Quốc giờ may ra. Ấn Độ 1,4 tỷ dân nói tiếng Anh giỏi lắm hả? Được nhiều đứa giỏi, dám thống kê không? Được nhiều đứa giỏi mà dám thống kê không? Ông hay bập bẹ không, nông thôn nó biết nói tiếng Anh không mày? Giờ tụi bay đọc báo biết một biết hai, Ấn Độ bao nhiêu đứa biết nói tiếng Anh? Nói nghe coi, nói tới cỡ nào? Tỷ tư dân biết nói hết hay không? À, nếu một dân tộc bị xóa bỏ ngôn ngữ truyền thống thì có phải dân tộc đó đã bị đồng hóa không? Đúng. Tổng thống Joe Biden tuyên bố nước Mỹ trở lại, kết thúc chỉ nguyên nước Mỹ trên hết của ông Trump kiện Duy. Mày tin cũ, tin này 2 ngày rồi, em chơi tàu tin cũ không mà nó vút đuôi mấy thằng EU á em, nó vút đuôi mấy thằng EU á. Nói chung là Mỹ chính sách này đúng á, chứ Mỹ nó phải đi nước cờ lùi rồi. Thằng Mỹ đi cờ dung Trump nữa Mỹ thua. Anh đánh giá là ông Biden này ông khôn bà cố, chứ Biden này không vừa đâu. Ông Biden này ông chơi chiêu tư mã ý rồi, giả bộ ngu ngu vậy thôi chứ ra ra đường chơi chiêu khôn lắm em. Cái nước đi của ổng là hợp lý, tại vì bây giờ nó cần là phải kéo mấy anh châu Âu lại theo phe mình mới được, chứ không mấy anh châu Âu theo phe Tàu là toang luôn. Thà bỏ một chút tiền, thà bỏ một chút tiền để được chuyện lớn mấy em. Nói chung ông Biden nắm theo nguyên tắc là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, học Việt Nam mình nè. Nó bây giờ bị đặt quà cáp quà biếu đồ, chứ to còi như ông Trump là móm liền. Bởi vì ông cay ông Trump lắm, ông Trump để lại một nước Mỹ tan nát cả về mặt đối ngoại lẫn đối nội. Luli vừa mới đăng một clip lên kênh Luli TV, anh xem mà không hiểu ý Luli Di ơi. Thì em xem là nội dung ông là gì thì ông kể sơ sơ đây tôi phân tích cho. Anh Duy nên mời Luli lên phản biện một lần nữa, nên cái đầu mày chứ nên phản biện về cái gì bây giờ, phản biện phải có đề tài để phản biện, có chủ đề để phản biện, tự nhiên kêu lên phản biện chơi chơi hả má. Anh có nhận xét gì về trình đam của Luli? Theo anh và anh Luli thì trình ai mạnh hơn ai? Cái đó để cho thiên hạ thì nhận xét em ơi. Em thấy anh đam dũng mãnh hơn, Luli thì cực đoan hơn. Đam dũng mãnh là thằng cha Luli mới dũng mãnh hơn. Đam của Luli là đam Trương Phi nó, còn đam của anh là đam Gia Cát Khổng Minh mê. Thấy Luli ngày càng giống phong cách N9 cộng 1 chán quá, làm gì tệ tới mức đó, làm gì. À, mùa dịch này đợi công ty THOL chết thôi cho hết gáy. Có hai vấn đề ở đây, công ty THOL chết á, thì Việt Nam này kinh tế cũng băng hà, nó dám chắc với mày luôn. Tại vì sao? Tình hình của Việt Nam Airlines nó nghiêm trọng hơn anh đó, tình hình của những đại gia khác đang nghiêm trọng hơn anh, hiểu chưa. Nhưng mà nếu mà anh mà kinh tế mà THOL chết thì những đại gia đó chắc chắn cũng màu xanh cỏ, mà một khi hệ thống kinh tế mà đại gia mà màu xanh cỏ thì hệ thống ngân hàng nó cũng tập theo luôn, nó tập theo nó chết luôn. Nói chung là Việt Nam này chả còn tương lai đâu nha mấy em đó. Trả lời với em phản động vậy. Còn cái tiếp nữa đó là em phản động này á, có đam á, nhưng mà đam hơi bị DOJ với đam hơi bị sờ tụ bi. À, mấy ông à, mấy cái gì mấy cái ông kể ra sẽ có những gói cứu trợ nên không thể chết. Còn công ty của ông ai mà cứu, chuyện đó xảy ra mà liệt kê gì Wincom, Việt Nam Airlines ghê vậy. Bây giờ tao hỏi mày nha, cứu trợ tiền đâu cứu? Thứ nhất mày không hiểu về bản chất cứu trợ tiền đâu cứu đó. Rồi cái thứ hai nữa nè, còn mà bây giờ á, mày biết công ty BBT có ai cứu không? Không có, công ty BBT có đại gia chống lưng đó ba. Công ty BBT có ông Duy Nguyễn cứu nè, thì BBT mạnh hệ gì, đúng không? BBT mạnh hệ gì ba? Ông bên ta làm ăn đàng hoàng, mà ta làm ăn có tầm cỡ, mà đâu có ngu như phản động đâu mà không biết điều hành quản lý công ty, hiểu không? Trời ơi, nói thiệt với mày, chờ đi con.
Nhưng mà thôi giờ mày nói cũng đúng á, không có nhiều khi xui xui chết thiệt chứ không phải chơi đâu ba.